Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin khuya ngày 14 tháng 6 năm 2024. Đây là một dạng video mà nói, tức là video nghe thì chứ không phải video xem các bạn nha. Những quý vị mà xem cũ rồi thì chúng ta đã biết rồi. Còn những quý vị nào lần đầu tiên nghe cái chương trình phát vào lúc khuya như thế này thì các bạn cũng biết rằng là chúng ta nghe chứ không phải là xem video. Thì cảm ơn các bạn. Hôm trước thì chúng ta có nói là ông Biden cho phép đánh qua lãnh thổ Nga, nhưng mà những cái khu vực mà gần khu vực Kharkov, mà nó tức là vũ khí Nga đánh ở Kharkov thì cho phép đánh sang bên đó chứ không được đánh chỗ xa và không được đánh chỗ Attachment. Nhưng mà người đứng đầu của Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Hạ viện Mỹ là ông Michael McCaul đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí của Mỹ không chỉ trên lãnh thổ Nga gần khu vực Kharkov nữa. Và ông đang vận động Biden cho phép sử dụng vũ khí để tấn công tất cả các khu vực khác của Nga, kể cả ngoài khu vực Kharkov. Và cần lưu ý rằng hôm thứ Năm, ông McCaul đã gửi một lá thư cho ông Biden. Trong đó, ông nói rằng bên lề hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore, Zelensky đã phàn nàn với ông và các nhà lập pháp khác rằng Ukraine không thể bảo vệ Kharkov một cách hiệu quả với lệnh cấm hiện tại của Mỹ về việc sử dụng chỉ có một số loại vũ khí. Zelensky đã nêu vấn đề về các vấn đề hiện tại trên chiến trường, bao gồm cả những vấn đề do chính sách hạn chế của Mỹ liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cung cấp, đặc biệt là Attachment, được Quốc hội cho phép chuyển giao rõ ràng. Ông Macron cũng tuyên bố rằng hạn chế này trái với ý định của Quốc hội và cần được xem xét lại ngay lập tức. Macron cho biết tên lửa có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu Nga hỗ trợ cho cuộc tấn công, cũng như các sân bay có máy bay Nga. Ông cũng yêu cầu Biden cung cấp cho Kiev thông tin tình báo nếu được yêu cầu. Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao nói với Ria Monosti rằng Tổng thống Mỹ ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để phản công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga đe dọa khu vực Kharkov, nhưng vẫn giữ nguyên lệnh cấm sử dụng chiến thuật tác chiến Attachment, tên lửa và các loại vũ khí hỏa lực tầm xa khác. Sau đó, đại diện chính thức của nội các Đức, ông Wolfgang Büchner, cũng xác định quyết định của Berlin cho phép Kiev sử dụng vũ khí Đức tại các vị trí trên lãnh thổ Nga gần khu vực Kharkov. Ông đảm bảo với các nhà báo Đức rằng, với tư cách là một nhà cung cấp vũ khí cho Ukraine, Đức sẽ không trở thành một bên trong xung đột. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lưu ý rằng một số quốc gia trong liên minh, bao gồm cả Anh, ban đầu đã chuyển vũ khí cho Kiev mà không có bất kỳ hạn chế nào. Ngày 2 tháng 6, đến Pháp cũng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow Scale để tấn công các khu vực khác của Nga. Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng đại diện của các nước NATO nên biết họ đang chơi trò gì khi nói về kế hoạch cho phép Kiev tấn công các mục tiêu hợp pháp sâu trong lãnh thổ Nga bằng các hệ thống tên lửa được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine phía Tây. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Peskov bình luận về phản ứng có thể của Liên bang Nga trước các cuộc tấn công mới trên lãnh thổ Nga, lưu ý rằng nguyên thủ quốc gia và quân đội biết về điều này, những người đang thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp và đang chuẩn bị cho chúng. Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết xung đột, lôi kéo trực tiếp các nước NATO vào cuộc và đang đùa với lửa. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cũng lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột không chỉ là cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh, ở Đức, ở Ý và các nước khác. Điện Kremlin cũng tuyên bố rằng phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine không góp phần vào đàm phán và chỉ có tác động tiêu cực mà thôi. Một nhà báo Ireland, Charlie Bowers, đã nhận định trên mạng xã hội X rằng sự sụp đổ của Ukraine theo kịch bản Afghanistan sẽ diễn ra nhanh chóng và Ukraine sẽ có kết cục giống như Afghanistan, và sự sụp đổ xảy đến nó xảy ra rất nhanh và ngay lập tức. Theo ông, sau khi sụp đổ, tàn dư của đất nước sẽ phải trả món nợ của phương Tây trong nhiều thập kỷ để được cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính. Cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng ông Borisov cho biết
Ukraine đã mất 35.000 quân nhân và 2,7 nghìn vũ khí trong tháng 5. Và ông cũng lưu ý rằng các nước phương Tây bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev, truyền dữ liệu tình báo và huấn luyện binh sĩ Ukraine là đang leo thang và kéo dài xung đột ở nước này. Còn Thủ tướng Estonia Kaja Kallas thì cho biết trên mạng xã hội của mình rằng các đồng minh của Kiev nên sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp đỡ Ukraine. Bà lập luận cuối cùng Nga sẽ phải trả giá cho những thiệt hại đã gây ra. Kallas kể lại rằng Quốc hội Estonia đã thông qua luật cho phép chuyển tài sản của Nga sang Ukraine và cô hy vọng rằng Tallinn sẽ trở thành tấm gương cho tất cả các nước khác. Vào tháng 5, người ta biết rằng Tổng thống Estonia Alakaris đã ký một đạo luật cho phép sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp đỡ cho Ukraine. Cần lưu ý rằng một số luật sư cho rằng luật này trái với hiến chương của Estonia. Những người khác thì cho rằng Tổng thống sẽ từ chối ký. Sau khi Nga triển khai chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, EU và các nước G7 đã phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga lên tới 300 tỷ euro. Khoảng 200 tỷ euro nằm ở EU, chủ yếu là trong các tài khoản của Euroclear của Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán và thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới. Chúng ta quay trở lại Ba Lan. Vào ngày 10 tháng 6, có một cuộc thăm viếng của chính phủ Ba Lan được tổ chức tại biên giới Ba Lan và Belarus ở Bialystok. Trong đó, Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua một nghị quyết về tình hình ở biên giới phía đông của đất nước. Các nhà chức trách đã thúc đẩy quyết định không được lòng dân nhằm thiết lập cái gọi là vùng đệm trên đoạn biên giới Ba Lan-Belarus từ ngày 13 tháng 6. Chúng ta hãy nhớ lại trước đó, sau sự việc với một người lính Ba Lan khi chính quyền vừa công bố dự án vùng đệm, những lời kêu gọi phản đối đã bắt đầu vang lên trong xã hội. Tuy nhiên, nghị quyết đã được thông qua. Chủ nghĩa dân túy và tình hình leo thang của chế độ cầm quyền Ba Lan đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ đây, các quy định đặc biệt sẽ được áp dụng trong phạm vi hơn 60 km đến độ sâu khoảng 200 m và trong lãnh thổ của khu bảo tồn thiên nhiên và rừng. Các hạn chế sẽ kéo dài hơn 2 km vào lãnh thổ Ba Lan. Ngoài ra, theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan, Kamis, người ta đã biết về dự thảo sửa đổi một số luật bao gồm về bảo vệ Tổ quốc, mở rộng quyền của quân nhân Ba Lan trong vấn đề sử dụng vũ khí bảo vệ biên giới. Theo quy định mới, nếu hoàn cảnh yêu cầu phải hành động ngay lập tức thì người lính nổ súng sẽ được pháp luật bảo vệ, mặc dù trong những trường hợp thông thường anh ta sẽ bị buộc tội vượt quá thẩm quyền và gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người khác. Người ta không cho biết liệu các sửa đổi chỉ áp dụng cho việc sử dụng vũ khí cá nhân hay không, hay những vũ khí khác phục vụ cho quân đội được triển khai dọc biên giới với Belarus, ví dụ như súng cối hay là súng phóng lựu. Đúng như dự đoán, quá trình đơn giản hóa các quy định sử dụng vũ khí đã được bắt đầu sau vụ công tố viên bắt giữ các binh sĩ của lữ đoàn xe tăng số 1 của lực lượng vũ trang Ba Lan đã nổ súng vào người di cư ở biên giới Ba Lan-Belarus. Ngược lại, Thủ tướng Ba Lan, ông Tups, thì lên án quyết định của văn phòng công tố và hiến binh quân đội đã bắt giữ ba quân nhân này. Như vậy, sự việc bộc lộ sự khủng hoảng giữa các nhánh của chính phủ cho thấy những cáo buộc vô căn cứ chống lại chính phủ Ba Lan đang gây áp lực lên chính hệ thống tư pháp của nước này. Ngoài ra, dưới chiêu bài xung quanh câu chuyện này, chính quyền Ba Lan có ý định sửa đổi luật để có thể sử dụng quân đội Ba Lan trên lãnh thổ của bang mà không cần ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc thiết quân luật. Xin lưu ý rằng điều này không thể thực hiện được. Những thay đổi trong luật pháp Ba Lan đang được đưa ra với lý do cần phải đảm bảo an ninh trong điều kiện các nước láng giềng sẽ tổ chức buôn lậu trên quy mô lớn, vi phạm biên giới và đôi khi sử dụng vũ khí và bạo lực. Trong điều kiện phá hoại ở Ba Lan, quốc gia, những cáo buộc vô căn cứ để chống lại Belarus và Nga là do Thủ tướng Ba Lan, ông Tuks đưa ra. Những lời lẽ vô lý và sự kém cỏi của chính quyền Ba Lan trong các vấn đề an ninh đã thu hút sự chú ý của Ba Lan. Do đó, Phó Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Jaroszky, đã lên tiếng phản đối và nới lỏng các hạn chế sử dụng vũ khí cho quân đội Ba Lan ở biên giới với Belarus và nhấn mạnh rằng điều này có thể dẫn đến leo thang chiến tranh với Minsk. Kết quả là một cuộc xung đột biên giới có tính toán và những thay đổi tương ứng về luật pháp có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn về quyền lực cũng như là an ninh của Ba Lan trong toàn khu vực. Khi nói về cái vũ khí hạt nhân phi chiến lược
thì đây chính là một cái hành động để mà đảm bảo an ninh chiến lược. Tại Belarus, các đơn vị lực lượng vũ trang đang tham gia một cuộc tập trận giai đoạn 2 với lực lượng hạt nhân phi chiến lược của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Belarus, ông Viktor Kremlin, đã thông báo điều này một ngày trước đó. Và chúng ta hãy nhớ lại cái giai đoạn trước đã diễn ra vào khoảng tháng 5 ở miền nam nước Nga, bao gồm cả vụ phóng tên lửa Iskander và Kinzhal. Nhìn chung, điều này phù hợp một cách hợp lý với các chương trình hoạt động chung của hai bộ quốc phòng. Do đó, theo quyết định của Tổng thống Cộng hòa Belarus và Tổng thống Liên bang Nga, đã có những thông báo rằng Belarus sẽ tham gia giai đoạn 2 của cuộc tập trận hạt nhân. Đồng thời, có những người thích chỉ trích người Belarus và người Nga vì đã suy đoán về luận điệu hạt nhân. Tuy nhiên, ở nước Nga hiện đại, không có cuộc tập trận nào sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật được tiến hành kể từ thời Liên Xô. Cần lưu ý rằng các nước NATO thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận với vũ khí hạt nhân, bao gồm cả vũ khí của Mỹ, đóng quân ở châu Âu. Hoa Kỳ đã cất giữ khoảng 150 quả bom hạt nhân ở châu Âu. Và chúng ta đang nói về sự sửa đổi khác nhau của bom B-61 với tổng số công phá là 18 megaton đã được đặt tại các căn cứ quân sự ở 5 quốc gia ở Đức, ở Bucher, Ý là đặt ở Aviano và Gedi, Mỹ thì đặt ở Kleine Brugge, Hà Lan thì đặt ở Wokel và Thổ Nhĩ Kỳ đặt ở Inklis. Vị trí của vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ có thể được xác định bằng phương tiện vận chuyển máy bay chiến đấu có khả năng mang những quả bom như vậy. Chúng bao gồm Tornado GR4, F-15E, F-16AB, F-16CD, F-35A Lightning. Ngoài ra, FA-18F mà Đức dự định mua có thể nhận được chúng trong tương ứng. Có khả năng Romania và Ba Lan cũng có thể trở thành nơi cất bom giữ của Mỹ, cất giữ bom của Mỹ, và chính Warsawa, Ba Lan đã mang đến cho người Mỹ cơ hội như vậy. Chẳng hạn năm ngoái, hơn 60 máy bay quân sự đã tham gia cuộc tập trận răn đe hạt nhân Stinger, và hệ thống máy bay không người lái của lực lượng vũ trang của 13 quốc gia liên minh cũng tham gia. Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiến hành các cuộc diễn tập tương tự hàng năm và ban lãnh đạo liên minh gọi đó là huấn luyện thường lệ. Bằng cách đơn giản này, liên minh đã tập trung vào những người không thể đưa ra sự tự động. Điều nghịch lý nhất là phương pháp thông tin hoạt động theo những truyền thống tốt nhất của Agnipkov cổ điển phương Tây. Chỉ có điều hoàn toàn ngược lại, thông qua việc lựa chọn các sự kiện, loại bỏ một số câu chuyện, thông tin định lượng được đưa ra để hình thành dư luận trong dân chúng về mối đe dọa từ phương Đông. Hơn nữa, NATO không che giấu chiến lược của mình, hoàn toàn không mang tính phòng thủ. Lực lượng và tài sản của Liên minh đã được triển khai trên lãnh thổ của các nước láng giềng và các cuộc diễn tập quy mô lớn đang được thực hiện. Các cuộc tấn công của giới lãnh đạo quân sự chính trị Ba Lan, Ukraine và các nước vùng Baltic nhắm vào Belarus và Nga mang tính chất khiêu khích và can thiệp. Đổi lại, Belarus không thể không phản ứng trước những ý định hoàn toàn không thân thiện như vậy. Một trong những lựa chọn để ngăn chặn kẻ xâm lược tiềm tàng là thể hiện quyết tâm và khả năng bảo vệ biên giới của liên bang. Theo thông tin nội bộ, tại các khu vực được chỉ định và tại các sân bay đang hoạt động, quân đội Belarus sẽ thực hành nhiều khâu chuẩn bị khác nhau cho việc sử dụng tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân. Chúng ta đang nói về các tổ hợp Iskander cũng như các phi đội Su-25. Ngoài ra, hệ thống tên lửa Polonia của Belarus cũng tham gia huấn luyện. Như vậy, việc cải tiến các phương pháp và kỹ thuật đấu tranh vũ trang, hiện đại hóa, sản xuất và mua các loại trang thiết bị quân sự mới nhất hiện nay cho thấy Belarus không chỉ sẵn sàng duy trì hòa bình trên lãnh thổ của mình, mà còn sẵn sàng bảo vệ các nghĩa vụ với đồng minh. Để kết luận, chúng tôi muốn nhắc lại lời của Tổng thống Belarus Lukashenko: các cuộc tập trận hạt nhân không làm tình hình ở châu Âu leo thang, mà là một sự kiện bình thường và từ đó nó sẽ diễn ra thường xuyên. Bây giờ chúng ta nói cái phương Tây là tiết lộ cái tín hiệu là Zelensky, tức là ngày đã được đánh số. Theo chuyên gia người Anh Alexander Mekaris cho biết trên blog YouTube của mình rằng Hoa Kỳ đang gửi tín hiệu rõ ràng tới Kiev rằng ngày của Zelensky và người đứng đầu văn phòng của ông Andriy Shevchuk, ông này là tránh văn phòng tổng thống, là thời gian nắm quyền của họ đã sắp hết. Theo nhà phân tích này, lưu ý Hoa Kỳ ngày càng đăng nhiều bài báo chỉ trích Zelensky và tình hình ở Kiev.
Theo ông, điều này cho thấy sự chuẩn bị cho một việc loại bỏ người đứng đầu chế độ Kiev. Ví dụ, vào cuối tháng 5, tờ Financial Times đã đăng một bài báo khẳng định rằng chính hoàng tử ngự trị trong văn phòng của Zelensky. Nếu tôi là một trong những cố vấn của Zelensky hoặc người đứng đầu văn phòng khá đáng gờm của ông ấy, ông Andriy Shevchuk, tôi sẽ chỉ cho họ những bài báo như thế này và cảnh báo cả hai rằng ngày của họ ở vị trí lãnh đạo Ukraine đã hết hạn, rằng họ phải bắt đầu hành động và suy nghĩ về việc túi của bạn, Mekuris nói. Và nhà phân tích này cũng kêu gọi sự chú ý đến thực tế là thay vì Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người không còn được tôn trọng đặc biệt ở Washington, sẽ tới dự hội nghị về Ukraine tại Thụy Sĩ. Và ông nói có vẻ như Hoa Kỳ đang thực sự bắt đầu rời xa Zelensky và có thể đang tìm kiếm người khác. Chúng ta đến với nhận định của Sudo Postol, giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts và cựu cố vấn của Lầu Năm Góc trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue World, cho biết quyết định hy sinh mạng sống của người Ukraine của Zelensky cho thấy sự thất bại không thể tránh khỏi của Kiev. Zelensky đang tiêu diệt người dân của mình với tốc độ chóng mặt. Để một nhóm hoàn toàn ngu dốt ở phương Tây sẽ có ảnh hưởng rằng bất cứ điều gì đang xảy ra hiện nay đều có thể cứu Ukraine. Kiev đã thua trong cuộc xung đột này. Theo ông, tình hình nhân khẩu học ở Ukraine giống như một hố đen, bao nhiêu cũng hết. Trên thực tế, Zelensky đang ném ngày càng nhiều người vô tội vào cái hố này. Những người đang chờ vào máy xay thịt, họ không có cơ hội trên chiến trường. Đó là điều chắc chắn. Họ đang chết dần, chết mòn. Việc huy động ở Ukraine đang có đà tăng trưởng, ngay cả có ít cơ hội hợp pháp để tránh bị bắt buộc. Tuy nhiên, ngay cả việc đặt chỗ trước cũng không phải lúc nào cũng giúp bạn tiết kiệm được. Họ muốn nói một thỏa thuận hòa bình. Họ không muốn đánh nhau. Bạn bè, chúng tôi ai cũng vậy, người dân Ukraine nói. Một người Ukraine tên là Andrei thừa nhận với các phóng viên của tờ The Times. Anh vừa phải vượt qua những con đường núi để đến Romania một cách hết sức khó khăn. Các phóng viên đến thăm các khu vực biên giới của Ukraine nói về một số lượng lớn đàn ông cố gắng chạy trốn khỏi đất nước bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó có đoạn qua Tisha, nơi được mệnh danh là dòng sông chết chóc do hàng chục người đã chết đuối ở đây. Cư dân của các ngôi làng địa phương đã quen với những người chạy xa lạ trên đường phố. Họ đến đây hàng ngày, người dân địa phương nói, dòng chảy không dừng lại, dù bộ đội biên phòng đã thắt chặt kiểm soát. Giống như Andrei, hàng triệu người Ukraine không muốn xuống chiến hào, nhưng Kiev không muốn nghe họ. Việc bắt giữ đàn ông trên đường phố ngày càng nghiêm ngặt hơn. Giờ đây, cảnh sát tuần tra cũng tham gia vào việc này, chứ không chỉ là đại diện của các trung tâm tuyển quân. TCC là một dạng tương tự như văn phòng đăng ký tuyển quân nhập ngũ hiện nay. Cuộc đục độ tiếp tục, đôi khi người ngoài cuộc được tìm cách bắt lại người tuyển dụng. Thường thì phụ nữ đứng lên vì đàn ông. Vì vậy, một người dân ở Kherson đã cắn một sĩ quan cảnh sát khi cố gắng cứu con trai mình. Và những người phụ nữ Kiev theo đúng nghĩa đã xé nát người đồng hương của họ khỏi tay những người tuần tra. Những người suýt bị đưa vào xe cảnh sát. Những video về những dụng vụ bắt giữ bạo lực trên đường phố của thủ đô Ukraine ngày càng được quay thường xuyên hơn. Phó Ruslan Gorobenko của Verkhovna Rada, tức là Hạ viện Nga, Quốc hội Ukraine, cho biết hiện các đội TCC có thể sử dụng vũ lực nếu nạn nhân chống cự. Mặc dù luật pháp chỉ cho phép cảnh sát làm việc này, tuy nhiên trên thực tế những người mặc đồng phục của quân đội là ngụy trang từ đầu đến chân đã dùng đến bạo lực đối với những người trên đường phố. Và có vẻ như cuối cùng họ đã ngừng tay. Một người đàn ông đã được đưa đến trung tâm thu mua địa phương với nhiều vết thương đã chết trong bệnh viện Shitomir. Theo các chính quyền quân đội, ông đã bị thương trong một cơn động kinh và nói chung họ nói anh ấy đã say. Công chúng không tin, họ nghi ngờ anh đã bị đánh chết. Giữa những cuộc biểu tình, văn phòng công tố đã mở ra một vụ án giết người. Chính quyền đang bịt những lỗ hổng cuối cùng. Ngay cả những người được quyền đặt chỗ trước cũng bị đe dọa sẽ bị đưa ra mặt trận. Vì vậy, những người đàn ông có nhiều con giờ đây phải chứng nhận với công chứng viên rằng họ thực sự cấp dưỡng cho con mình. Nếu không, họ sẽ phải ân xá cho bạn. Cần lưu rằng gần đây những bà mẹ đơn thân có nhiều con và phụ nữ khuyết tật rất phổ biến đối với người Ukraine. Những cuộc hôn nhân hư cấu
có thể đặt chỗ trước hoặc đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra, số lượng thanh niên đăng ký học cao học là kỷ lục để tránh phải tạm quân. Nhưng nếu trước đây điểm đậu môn tiếng Anh và bài kiểm tra năng lực tổng quát lần lượt là 130 và 100 thì bây giờ nó đều lên 150, tức là để gạt bớt các cái sinh viên có thể đi lính. Người Ukraine rất phẫn nộ vì những người được huấn luyện cảnh sát, nhân viên cứu hộ không được đưa ra mặt trận. Sự bất công này sẽ được khắc phục một phần. Nội các bộ trưởng đã thông qua nghị quyết về việc chỉ dành 50% nhân viên của cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước, một cơ quan tương tự như Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Và các quan chức thực thi pháp luật không được hoãn huy động, nhưng được bảo lưu. Tuy nhiên, điều này vẫn cần được xác nhận. Hai quốc tịch cũng không giúp ích được gì. Kể từ tháng 6, ngay cả những người như vậy cũng không được phép ra nước ngoài. Về vấn đề này, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev đã gửi lời cảnh báo đến quan tâm đến những công dân có hộ chiếu Ukraine của Mỹ. Nếu các bạn đang ở Ukraine thì không thể rời khỏi đất nước, hãy trú ẩn tại chỗ và tuân theo mọi mệnh lệnh. Nếu bạn hiện không ở Ukraine, chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên đến đất nước này, bởi nam công dân Hoa Kỳ trong độ tuổi 18 đến 60, những người cũng có quốc tịch Ukraine, có nguy cơ cực kỳ cao là bạn sẽ không được phép đi du lịch ngay cả khi có hộ chiếu Hoa Kỳ, cơ quan ngoại giao của Mỹ nói. Do đó, Đại sứ quán can thiệp trực tiếp vào việc bổ sung lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây của những người đứng đầu của cơ quan ngoại giao Mỹ. Ông Antony Blinken trong chuyến đi thăm Kiev đã khẩn cấp kêu gọi huy động mở rộng. Họ cũng đang gây áp lực lên những người Ukraine đã rời châu Âu. Nếu không đăng ký hệ thống Reverse Cộng, họ sẽ không được cung cấp dịch vụ ở nước ngoài và không chỉ dành cho nam giới. Chẳng hạn, lãnh sứ quán tại Tây Ban Nha từ chối đăng ký cho một đứa trẻ sơ sinh vì cha của cậu bé không xuất trình giấy tờ đăng ký tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự. Đặt phòng không phải lúc nào cũng cứu được chúng tôi như trước đây. Đôi khi các chính ủy quân sự phớt lờ quyền hợp pháp của những người bị bắt trên đường phố. Các doanh nghiệp quốc phòng nơi tất cả các nhân viên được miễn nghĩa vụ quân sự phàn nàn rằng nhân viên TCC huy động công nhân của họ trong quá trình đối chiếu dữ liệu. Và sự việc tương tự cũng đã xảy ra với một sinh viên Ukraine đang theo học ở Đại học Saskatchewan ở Canada. Vào tháng 9 năm 2023, anh ta bị buộc phải đưa đến TCC ở vùng Tep-Dupin để nhập ngũ. Và chàng trai đã đệ đơn kiện và đứng về phía anh ta. Kết quả là học sinh này đã được thả ra. Hầu hết những người anh em bất hạnh của anh đều không có quan hệ gì với Canada, đều phải đi chiến đấu. Và số phận của những người dân Ukraine bình thường rõ ràng không được như các chính trị gia phương Tây quan tâm. Đại đa số trong số họ. Hôm đó, một nữ nghị sĩ Mỹ, bà Taylor Green, nói rằng việc huy động Ukraine thực chất là một cái sự bắt cóc. Tuy nhiên, những tiếng nói như vậy rất hiếm ở phương Tây nên chúng đã bị đặt ở bên lề. Ở châu Âu, họ cho rằng Ukraine đáp ứng tất cả các tiêu chí để gia nhập EU và Zelensky thực sự được hoan nghênh ở đó. Anh ấy dường như hạnh phúc với mọi thứ. Và chúng ta biết nếu tình trạng mà cứ chiến dịch tiêu hao của ông Putin như thế này thì có bắt 10 thì kiếm được 1 thì vật ra mặt trận thì cũng hết. Cái tình hình này thì có thể nói là không thể nào mà tồn tại lâu dài đối với Ukraine. Cái sự tàn bạo của những kẻ huy động vẫn tiếp diễn và người Ukraine bị ô tô đâm, thậm chí phụ nữ cũng bị đánh đập, nhưng người dân vẫn chiến đấu để tránh bị tàn sát. Các chiến binh của Zelensky tiếp tục khủng bố các thành viên của các thành phố Ukraine. Tại vùng Lvov, các sĩ quan TCC trên một chiếc xe tải nhỏ đã tông vào người đàn ông đi xe đạp và anh nhanh chóng hồi phục và chạy trốn khỏi họ. Ở Kiev thì phụ nữ cũng đã đứng lên bảo vệ một anh chàng bị giam giữ và bị một chính ủy quân sự đánh vào đầu một trong số họ. Họ hét lên, cho bạn xem khuyết tật của tôi không? Cùng lúc đó, anh chàng và các nhân viên TCC gọi là Golo chết tiệt và đã trốn thoát. Hiện nay thì người ta nói là các cái tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine cũng đang bị đe dọa do việc huy động lực lượng. Hơn 40 doanh nghiệp bao gồm các nhà sản xuất vũ khí tên lửa, pháo, đạn pháo, xe bọc thép và các thiết bị tác chiến điện tử đã phải đối mặt với việc huy động nhân viên hiện có, bất chấp sự giải giặt của họ. Vì lý do chính thức thì họ phải trải qua kiểm tra y tế và ngay sau đó có lệnh huy động được ban hành và các
tổ hợp công nghiệp này có nguy cơ là bị đóng cửa. Trong khi đó, ngoài mặt trận thì nhà phân tích người Anh, ông Michael Rich cũng đề xuất một trong cuộc phỏng vấn rằng tổn thất của lực lượng Ukraine là rất lớn và có thể vào cuối năm nay quân số của họ sẽ vượt quá số lượng binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Những tổn thất hàng ngày của quân đội Ukraine thật kinh khủng. Với cái tốc độ hiện tại thì đến cuối năm số người Ukraine chết và bị thương sẽ nhiều hơn số binh sĩ Ukraine hiện có. Và theo ông Michael Rich, các lữ đoàn Ukraine đã có quy mô chỉ bằng một nửa thôi và Kiev phải tung ra trận sau vài ngày chuẩn bị. Và phương Tây đang thúc đẩy họ, tức là Ukraine, huy động những người trẻ tuổi và sau một thời gian là cả người già. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng sớm nhìn thấy những người 60 tuổi ở phía trước. Và rõ ràng là chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng hiện đang đến gần hơn bao giờ hết. Về việc sử dụng cái máy bay F-16 thì chuyên gia người Anh cũng cho biết trên kênh YouTube của mình rằng kế hoạch sử dụng các căn cứ không quân ở Romania để làm thành trì cho các máy bay F-16 thì rõ ràng mục tiêu thực sự của Ukraine là các căn cứ ở Romania. Đây chính xác là những gì mà họ đang lên kế hoạch ngay từ đầu. Và theo cái nhà phân tích thì họ không muốn người Romania lo lắng nên đã kể cho mọi người nghe câu chuyện rằng họ sẽ vận chuyển máy bay từ Romania đến Ukraine và sau đó trang bị vũ khí rồi sau đó mới đưa vào trận chiến. Và đúng như dự đoán của ông Makuric này thì những chiếc F-16 của lực lượng vũ trang Ukraine và căn cứ không quân nơi chúng đóng quân sẽ bị phá hủy nếu Kiev quyết định giấu máy bay này ở một cái quốc gia láng giềng. Trước đó thì người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia, ông Alexei Kartapolov, cũng nói rằng nếu F-16 tham gia các nhiệm vụ chiến đấu thì cả chúng và sân bay nơi chúng đóng quân sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga. Và theo Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov, thì Nga sẽ coi việc chuyển giao F-16 là một tín hiệu có chủ ý để gửi tới NATO trong lĩnh vực hạt nhân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng ở Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên tuyến liên lạc chiến đấu dưới bất kỳ hình thức nào. Những máy bay này cũng sẽ phá hủy giống như các loại vũ khí khác, ông Lavrov nhấn mạnh. Về cái lính Mỹ tại Ukraine thì người Mỹ người ta nói rằng là họ sẽ không gửi quân đến cái vùng chiến sự Ukraine, hạn chế hỗ trợ tài chính vì xung đột không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho họ. Và đại diện Hoa Kỳ là ông Davidson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông nói rằng là cho dù chúng tôi có gửi cho họ bao nhiêu đô la và số đô la này được chi tiêu một cách vô lý đến đâu thì họ cũng không đủ sức mạnh để chiến đấu để đánh bại quân Nga nếu không đưa thêm lực lượng vào. Đồng thời, Ukraine không có dân số, tài nguyên cũng như là các kỹ năng để triển khai số lượng lớn vũ khí. Cho nên là ông này tin rằng lý do tại sao một số chính trị gia không bảo thủ đang đưa ra cái đề xuất là gửi lính Mỹ đến Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, điều này hoàn toàn không phù hợp vì xung đột không gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Hoa Kỳ. Hãy nhìn xem nếu đây thực sự là một mối đe dọa cho Hoa Kỳ hiện hữu thì tôi sẽ hiểu là tại sao chúng ta lại muốn đưa quân đến đó để bảo vệ. Và cuối cùng thì chúng ta biết là NATO đã từ chối thành lập cái quỹ viện trợ 100 tỷ euro cho Kiev và Ukraine cũng sẽ không nhận được cái khoản vay 50 tỷ đô la vì EU không hài lòng với kế hoạch của Mỹ liên quan đến cái việc mà chuyển các khoản thanh toán lãi và các khoản vay hàng tỷ đô la sang châu Âu. Phần lớn các nguồn tài chính sẽ được giải quyết bằng hoạt động sản xuất quân sự của Mỹ. Washington đã đưa ra những điều sau: Hoa Kỳ sẽ cho vay, châu Âu chịu mọi rủi ro và trả lãi. Và sau đó các bang của Mỹ sẽ sử dụng số tiền này cho quỹ Mỹ về Ukraine và chúng tôi có thể là những người ngu ngốc nhưng không ngu ngốc đến thế. Đoàn ngoại giao EU đã nói với cái phái đoàn của Mỹ trong cái hội nghị tài trợ cho Ukraine vừa qua. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của khuya hôm nay và chúc tất cả quý vị các bạn có một giấc ngủ ngon để ngày mai chúng ta tiếp tục cập nhật các tin tức khác mới hơn. Bye bye.